Giải pháp cho hội ăn vặt thích ăn ít nhưng mà phải ăn nhiều món nè. Chứ thèm nhiều loại mà mỗi loại phải mua một hũ to to nhiều quá, ăn hết là ngán luôn. Mà may là tìm được cái combo này khá hợp lý, gồm có 6 loại đồ khô mà bịch nào bịch nấy nó ít ít thôi. Có khô mực miếng, mực hấp, khô bò miếng, bò xé sợi, khô gà với lại khô heo nữa. Mà đổ hết ra cái dĩa là hết hồn nha, cái gì mà quá trời vậy. Ừ, một đống mùi lẫn lộn vào nhau. Mỗi phần là 50g nha. Mực miếng cũng nhiều quá chừng luôn trời. Thứ hơi đen đen ta. Ngọt thế. Cái này người ta giảm ướt nó ngọt ngọt cay với lại mặn. Cũng là mực nhưng mà đây là mực hấp. Ăn cảm giác trong cái độ dai nó vẫn có cái độ mềm mềm. Và nó cũng hơi ngọt ngọt mà cái kiểu như là kiểu sữa ấy. Bò miếng chưa được cay lắm thôi nhưng mà cảm giác nó có cái độ ẩm trong này chút xíu. Không có bị khô rét nhưng mà cũng ăn không có giòn. Bò xé sợi, cái này thì nó mềm mềm, dính dính và nó ngọt ngọt. Mình không thích vị của bò đỏ này cho lắm. Khô heo, hồi nãy mình không biết cái này là cái gì. Mình ăn vô mình tưởng nó là trà bông á. Cảm giác nhai vui mềm thôi nhưng mà nó cũng có bị ngọt. Khô gà, món yêu thích của mình. Chống với cái vị mà mình thích ngon và ít cay. Còn bạn nào ăn cay thì cắn thêm miếng ớt này vào. Thêm nữa là tự nhiên có thêm ba bịch này nữa nên mình cũng thử luôn. Xoài xé dẻo. Thơm mùi xoài dẻo dẻo. Này gọi là gì quên rồi. Này là me. Hồi nhỏ mình siêu mê cái này luôn. Rồi cái gì nữa đây? Cái gì mà anh đào ấy. Ôi nhìn không muốn ăn. Gì đây? Cái mùi cắn nó giòn giòn nhưng mà cảm giác cái mùi nó hơi hôi nhở. Còn ăn được không trời, vị nó mặn mặn ngọt ngọt hơi chua quen lắm. Vị nó giống xí muội nhưng mà cái mùi nó hơi hôi ấy. Nói chung mình thấy ăn cũng được nhưng có vài món chưa có hợp khẩu vị mình lắm. Nên bạn nào thích thì có thể tham khảo bên giỏ hàng góc trái clip mình nha.